Rồi xin mời Lam chọn bài. Chúng ta sẽ có 20 người nha anh em. Đánh cái chỉ. Ồ, thấy nhìn mặt Lam hiền lành dễ thương quá, đánh vàng đi Lam. Mấy anh em chờ xin cái camera bên đây cái. Từ từ, xin dầu xíu. Ok. Rồi. Mấy anh em để cho các bạn trên mạng. Rồi, đánh cái vàng nha Lam nha. Một pha đánh bao trời ơi. Siêu phẩm rồi. Hợp lý không? Hay quá em ơi. Má hết nói luôn rồi. Trời ơi, bị nó ghê luôn á. Sử dụng 2 bi đánh 3 băng. Quá hay lắm ơi. Mà em phê này, em phê gì vậy? Em phê cu lê tiền giờ hả? Em phê gì vậy? Cái bi đó là quá khó. Em phê nhà Lam. Rồi, Lam sử dụng 2 bi nha Lam. Win 3 băng trở lên. Đúng rồi. Trắng vàng cũng được, em có 2 trái. Hay quá trời hay luôn các bạn ơi. Chúng ta vừa chứng kiến những siêu phẩm. Rồi chúng ta sẽ cùng xem em Lam sẽ đánh cái bi này như thế nào đây. Đây xin mời em trai, chuẩn bị ha. Nhìn mày quen mày. Lính thắng không? À. Một pha đánh ba băng, trời ơi. Bác sĩ quá bài luôn. Má ơi, hai cái siêu phẩm trong một ngày. Từ từ, sao bài lại lộ rồi nha. Má chạy siêu phẩm cho dừng cái nha. Bài đã có hai sĩ cho Lam. Đánh cái gì lại tiếp tục là cái gì. Em bị nào, bị vàng đúng không? Nãy em chọn cái đầu tiên là bị nào? Kể chẳng phải không? Thôi, anh thấy em đánh hai trái vừa rồi hay quá. Đánh đỏ đi em. À, ghê thiệt, hai siêu phẩm xuất hiện từ phía bạn Lam. Anh em nào có quay cái video về lại tiếp cho tình Ken xin. À, hay quá. 3 điểm, quá hay, vỗ tay em ơi. Có 3 sĩ. Đục, đem tiền về cho vợ ra, ngon ha. Rồi xin mời em, lá này là 2 sĩ nha. May mắn nhân đôi, trời ơi, nhân đôi tiền thưởng luôn. Là nó thành 4 sĩ đó em. Rồi bóc tiếp đi. Hay quá. Đánh tả hồng. Rồi chạm đỏ trước đi em. Bi này mày ra siêu phẩm nữa thôi. Là anh để hình nền mày luôn. Chẳng đánh đỏ trước. Bi này mà Lam á, nó đánh trúng siêu phẩm là cái Facebook cá nhân của thằng Ken là sẽ để hình của Lam luôn hết ngày hôm nay luôn. Một pha đánh của Lam. Rồi ơi, sẽ có siêu phẩm. Quýnh mạnh dám trúng luôn nè. Trời ơi. Vâng, xin chúc mừng em Lam đã ghi được 3 sĩ. Ok, quá hay em ơi. Rồi, quá hay, quá hay. Rồi, chụp hình kỷ niệm cái nè. Trời ơi, nó hay quá. Ba trái là siêu phẩm không. Rồi, cảm ơn em nha. Em tên gì? Thung. Đúng cái tên này, theo giống hỏi là thấy kỳ kỳ vậy chứ. Thung. Rồi, bị nào Thung? Bị chắc. Nè, fan cứng là ủng hộ áo thành khen là fan cứng à. Đánh tự do, lòn tay nha em. Ok, bi này ngon. Ê, chào em, Sơn Cú Te. Ồ, nó lâu lắm mới gặp Sơn Cú Te. Rồi, xong chúc em 10h, 16 cho em chơi sau bé Bi ha. Có điểm cho em Thung. Rồi, xin mời em Thung chọn lá bài thứ hai. Đánh A băng. Ok, bi này A băng ngon nha. Chúng ta cùng xem cú đánh A băng. Có không em? Có không? Rồi, dày quá rồi. Vâng, chúc mừng em đã ghi được 1 điểm. Lâm, 1 sĩ Lâm ơi. Rồi, cảm ơn em trai nha. Rồi, xin mời em tên gì? Dạ, em tên Lâm. Lâm chọn Bi Lâm. Dạ, Bi Dặn. Rồi, ok em. Chúng ta đến với người chơi thứ 17 rồi nha anh em nha. Ok, từ em. Lâm sẽ đánh một tay Lâm ơi. Cái 3 điểm 1 băng anh Thịnh bỏ rồi. Ok. Một tay em. Không, mình không có dịnh em. Mình sẽ đứng đúng rồi đó. Ồ, quá ngon. Có một xì. Rồi lá thứ hai. Đánh cái chỉ. Em bị trắng hay bị vàng? Bị trắng đúng không? Rồi giờ đẹp cho em luôn. Đánh vàng đi em. Đẹp vậy chưa? Giờ đẹp dữ chưa? Chúng ta sẽ cùng xem. Một băng vàng trai ơi.
Nó đánh một băng một thành áo băng chúng luôn. Đánh cái chị. Đâu. Cái đẹp nữa em. Mày quýnh vậy anh đứt chỉ luôn em. Rồi, chơi đẹp với em, đánh đỏ về em. Trời, quá đáng tiếc. Rồi, hai sĩ, rồi, cảm ơn em nha. Ok, hai sĩ. Rồi, xin mời người chơi. Bây giờ nè, cho Hậu Giang từ Bình Phước nó chạy lên nè. Vô em chọn vị nào? Vị vàng. Bộ bài đó rồi, nó ơi. Rồi, đó. Có thợ rồi, đứng chi bài đàng hoàng mà. Đánh cái chỉ, trời ơi, bài bộ, phải chỉ quá ta. Rồi, đánh đỏ đi em. Rồi, xong tới cánh bên đây nha, xin mời bạn đội nó. Rồi, tới mấy đẹp bên đây luôn. Chúng ta sẽ có 20 người chơi. Có, trời ơi, trọng tài lấy 5 sĩ cũng phải cho mày chơi chứ. Có luôn em. Một pha đánh hai băng, hay quá, vô tay em ơi. Đã có một sĩ, xin mời em chọn lá thứ hai. Đánh trực tiếp không chạm băng, trời ơi, ngon dữ vậy trời. Đánh đời đét, có hai sĩ. Hay quá, hai điểm, có hai sĩ cho Hồ Giang. Rồi, lá thứ ba em ơi. Lựa. Sử dụng hai biên, đánh ba băng. Em có giấy trắng với giấy vàng, đánh ba băng nha. Ở chơi, anh chơi game show vui. Rồi, ok, thôi hẹn gặp lại mấy anh em. Ok tiền. Ok. Ba băng. Nhìn không nhìn camera không? Ok mấy em. Hai bi đánh ba băng trở lên, các bạn. Chơi game show không? Út cho chơi nè. Một pha đánh ba băng Hồ Giang, có anh em. Hay quá, vỗ tay. Đã có ba sĩ và bây giờ đá thứ tư. Là đá này trị giá hai sĩ nha. Đánh cái chỉ, phải chỉ mày. Rồi ra bi này chỉ gì? Bi này. Ủa bi nào chỉ đường nào đây? Rồi thôi, chơi đẹp em, đánh trắng đi em. Lá này đánh được là Hồ Giang sẽ có 5 sĩ. Lá thứ 6 là 4 sĩ nha anh em. Hay quá Hồ Giang ơi, đã có 5 sĩ, vỗ tay em ơi. Ai nhiều lá nhất là sẽ được nhận cái cơm pizza 3 triệu. Sử dụng 2 bi đánh 3 băng, ok em. Rồi chúng ta sẽ cùng xem Hồ Giang. Chúng ta đang xem phần thi rất xuất sắc của em Hồ Giang. Em chạy từ Bình Phước xuống đây chơi game show. Má dặn rồi, gán kiếm 5 sĩ về cho má. Thành công rồi. Giờ là tiền bỏ túi nè. Một pha đánh ba băng của Hồ Giang, có lên đi. Trời ơi, ơi. Trời ơi, hay quá, vỗ tay em ơi. Bây giờ, mua bàn thịnh kem đi. Bàn thịnh kem cũng dễ rồi. Lá mấy rồi? Lá 5 lá rồi đúng không? Trời ơi, quá hay em ơi. Lại tiếp tục sử dụng 2 bi đánh ba băng. Khoan, còn nó có đánh dấu bài không? Lấy nước miếng á, nó chơi kỳ mày. Rồi, Hồ Giang đã ghi được 5 lá bài nha các bạn nha. Là đang có trong tay là 7 sĩ. Bây giờ lá thứ 6. Lá này. Lá thứ 6 đúng không? Lá này 4 sĩ luôn nha em, cố gắng nha. Đúng rồi, trong cuộc chơi cái phần may mắn là đều không thể nào mà chúng ta lường trước được. Một pha đánh ba băng Hồ Giang chạy tà lè luôn rồi, không được rồi. Vâng, xin chúc mừng em, Hồ Giang đã ghi được 5 điểm, 5 lá bài và nhận phần thưởng. Rồi, đây nhiêu em? Ok. Đây, 7 sĩ đúng không? Đây, 1, 2, đây, có 7 sĩ nha, vỗ tay em ơi. Rồi, chúc mừng em đang dẫn đầu nha. Nãy giờ chưa mừng em hết, em tên gì? Em Quang. Bi nào Quang? Ok, cố lên. Chúng ta sẽ còn 4 người nữa. Có ai phá được kỷ lục của Hồ Giang 5 lá hay không? Chỉ thấy là Hồ Giang chắc lắm rồi đó. Sử dụng 2 bi đánh 3 băng em ơi. Em được sử dụng 2 trái này, đánh 3 băng trở lên. Rồi, xin mời anh. Anh tên gì? Anh tên Cường. Rồi, ok, xong này tới anh Cường ha. Rồi chúng ta sẽ cùng xem một pha đánh ba băng. Có anh em, có không? Hay quá, quá chắc chắn. Bắt con bò vô là thấy chúng rồi.
Xin mời em chọn lá thứ hai nha Quang. Đánh cái gì? Em bị nào? Nãy em chọn giấy trắng đúng không? Đủ. Thôi, giờ đẹp đấy em không đánh đỏ đi em. Đó, chỉ gì là đẹp rồi đúng không anh em? Chỉ đỏ luôn cho dễ. Chúng ta cũng sẽ xem một pha đánh chạm đỏ. Một pha đánh sơn mỏng mỏng không được rồi. Chỉ có một xì thôi. Rồi, ok. Mời em quen. Rồi, chọn đi em. Đánh A băng, trời ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Chuẩn bị chúng ta coi siêu phẩm. A băng nha em. Có gì đâu mà phải không. Rồi chúng ta sẽ cùng xem cú đánh A băng. Quân là nút số là hơi bị kẹo anh em. Rồi một cú A băng chạy vòng vòng luôn em. Chúng ta đang xem trực tiếp game show tận một bí dân cuối ngay dòng xây chương trình nha anh em nha. Thủ vòng một, thủ vòng một. Rồi chúng ta sẽ cùng xem siêu phẩm. Một pha đánh A băng. Trời. Ơi. Trời ơi, ghê mày. Mạnh A nó cúp vậy. A nó cúp. Ok. Rồi xin mời em điểm thứ hai. Trời ơi, ngày hôm nay sao siêu phẩm nhiều quá vậy. Đánh hai băng. Rồi xin mời Huân đánh hai băng. Đúng hai băng em. Mày hai băng rưỡi có cho ăn. Đúng rồi, đúng hai băng à. Hiện tại dẫn đầu vẫn là Hồ Giang với năm lá. Một cú đánh hai băng có không? Hay quá. Hai điểm cho Huân Seven. Rồi tiếp tục. Đồ mới chơi bấm bài mày. Bài tao đặt hàng loại dữ mà. Đánh cái chỉ. Mày biết anh chỉ gì rồi chứ không? Không lẽ tao chỉ vàng. Đánh đỏ đi em trai. Anh em chúng ta tiếp tục xem một siêu phẩm. Alo alo. Chúng ta sẽ xem siêu phẩm đến từ Hun Seven. Chanh cái bên em. Nút số. Chúng ta sẽ cùng xem một pha đánh nút số. Từ từ em. Ok. Đó, nút số. Chị trong đó còn ra tiền sao mày? Chị giấu cát đi không? Rồi, 45. 45 nhân cho 3, 135.000 tiền giờ. Rồi chúng ta sẽ cùng xem một pha đánh nút số. Có anh em. Trời, quả đen tiền. Rồi xin chúc mừng em Huân ghi được 2 điểm. 2 xị nha Huân ơi. Rồi xin mời tiếp theo. Xin mời em trai.